cổ lực Na Trác không phải là cái thương hiệu không quen so với những fan phim chính hiệu, nhưng để người đẹp Tân Cường này đi vào lòng người theo dõi không phải là những tác phẩm phim nổi tiếng và lại đó là khả năng diễn xuất và đời tư hùng hằng. Cùng tìm hiểu một chút về người đẹp sinh vào năm 1992 này nhé. 1. Khởi đầu không phải dạng dừa. Cổ lực Na Trác lần đầu ra mắt công chúng năm 2012 với vai diễn Tiểu Tuyết trong tác phẩm Ăn khách Hiên Viên Kiếm, tham gia vào bộ phim truyền hình có sự góp mặt của hàng loạt sao lớn như Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Đường Yên. Đây quả thật là một trong những mở đầu màu đỏ may mắn so với người chưa xuất hiện kinh nghiệm diễn xuất như cổ lực Na Trác. Vậy nên, chẳng có gì là nói quá khi người đẹp sinh vào năm 1992 đã có xuất phát điểm hơn người. Cổ lực Na Trác trong Hiên Viên Kiếm. Sau thành công của Hiên Viên Kiếm, ký hợp đồng với công ty quản lý Đường Nhân, tên tuổi của Na Trác ngày càng lên hương, vẻ đẹp của cô rất nổi bật giữa dàn tiêu hoa chính. 2. Chụp hỏi báo thì xinh nhưng đóng phim thì khó nói lắm. Nhan sắc xinh đẹp là vấn đề cộng giúp Na Trác được ưu tiên giao cho vai nữ chính. Tuy nhiên, khuôn mặt cứng đờ, lỗi diễn một màu đã khiến cho người đẹp nhận rất nhiều chỉ trích, thậm chí, nhiều người còn re di Na Trác chỉ là một bình hoa di động, có đẹp mà không tồn tại thơm và không được công chúng công nhận tài năng. Tuy nhiên, nhìn vào những ảnh chụp hội báo thì lại không thể không khen Na Trác được, thần thái này đâu phải chỉ người nào cũng có đâu. Vì vậy, công chúng đợt nửa đổi gió, mong Na Trác đi chụp hội báo chứ đừng đóng phim. 3. Sự nghiệp lao đao vì loạt can đăng tình ái nhạy cảm. Khả năng diễn xuất thì thôi không bàn tới, đằng này chuyện đời tư của Na Trác cũng không mấy được lòng công chúng. Chuyện tình cảm của cô và Trương Hàn khiến cho giới nhà báo tốn không ít giấy mực, bởi khi công khai minh bạch tán tỉnh và hẹn hò cùng Trương Hàn, cô bị nghi là tiểu tam chen ngang hạnh phúc của cặp đôi Trương Hàn Trịnh Sản. Mặc dù bạn trai đã lên tiếng bảo vệ, nhưng Na Trác vẫn bị công chúng ghét cay ghét đắng. Có lẽ vì áp lực dư luận, cặp đôi đã đường ai nấy đi sau 3 năm tán tỉnh và hẹn hò, nhưng mới đây, lại có thông tin cặp đôi đã tái hợp sau 2 năm chia tay. Cặp đôi không nhận được nhiều hảo cảm từ công chúng sau thời điểm công khai minh bạch tình cảm. Không những vậy, 8/2018 phóng viên báo chí chụp được ảnh cô và Huỳnh Hiểu Minh ở Nhật. Có tin đồn rằng nam diễn viên họ Huỳnh đã ngoại tình với người đẹp Tân Cương. Chưa tạm dừng ở đó, nữ diễn viên lộ ảnh chăm sóc với bạn trai cũ thời sinh viên. Những tai tiếng tình ái bổ dây khiến cho sự nghiệp nữ diễn viên ngày càng đi xuống. Những tấm hình ân ái của nữ diễn viên bị lộ trên. 4. Đóng phim tận 7 năm nhưng mãi chưa nổi. 7 năm không phải là một trong những thời hạn ngắn, nhưng cổ lực Na Trác chưa xuất hiện một bộ phim truyền hình nào tạo ra sự tên tuổi của phiên bản thân. Cứ nghĩ sau thành công của Hiên Viên Kiếm, nữ diễn viên sẽ tập trung nâng cấp khả năng diễn xuất của mình, đi theo phái thực lực. Nhưng cô lại chuyển sang thể loại phim điện ảnh, một thể loại nặng đô mà không phải diễn viên nào muốn đóng là đóng. Cô tham gia 2 bộ phim truyền hình điện ảnh và không giành được sự để ý nào từ công chúng. Sau cùng, cô lại trở lại với thể loại truyền hình. Trong suốt thời hạn đó, có rất nhiều bộ phim truyền hình được ra mắt như Võ Thần Triệu Tử Long, Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ, Trạc Thiên Ký, Trả Lại Thế Giới Cho Em, nhưng đều không tạo được tiếng vang, thậm chí không động lại chút tuyệt vời gì trong tim công chúng. Ô hình Na Trác trong Tiên Kiếm 3, Trạc Thiên Ký, Trả Lại Thế Giới Cho Em. 5. Combo nhan sắc không đùa được đâu. Không phải tự nhiên và thoải mái cổ lực Na Trác lại được mệnh danh là người đẹp Tân Cương. Sở hữu nhan sắc nghịch thiên, thậm chí ảnh chụp của người qua đường cũng không thể dìm được nhan sắc của Na Trác. Ngoài ra, người đẹp sinh vào năm 1992 cũng sở hữu toàn thân người người muốn, tỷ lệ khung người cân đối cùng đôi chân dài. Nàng tiểu hoa chính làm người gặp gỡ người thương là điều không khó. Đẹp thế này ai chống chịu nổi người ơi. Nhan sắc đỉnh cao qua ảnh chụp của người qua đường. Na Trác sở hữu chiều cao 1m2. 6. Mỹ nhân không thể rời xa ớt, mê hồng trà, dân nghiền điện thoại cảm ứng và thích cậu nhỏ nhắn bút chì xin. Trong clip phỏng vấn nhanh cùng Na Trác, cô nàng đã thừa nhận việc không thể rời xa ớt, khi vào quán trà theo phiên bản năng sẽ gọi hồng trà. Thậm chí vừa mở mắt việc trước tiên sẽ làm là sờ vào điện thoại cảm ứng.
Khi được hỏi muốn trải sang một ngày cùng với ai, Narak đã trả lời là cậu nhỏ nhắn bút chì xinh và vị trí là khu vui chơi công viên giải trí. Hiện tại, bộ phim truyền hình 10 năm 3 tháng 30 ngày có sự góp mặt của cổ lực Narak Diên Lai và Đậu Kiêu Cận Nhiên đã được phát sóng từ 19:09. Bộ phim được phát sóng lúc 20 giờ theo giờ địa phương, từ thứ năm đến chủ nhật hàng tuần mỗi ngày 2 tập, trên hai trang mạng Tencent Video và Ikiji, ngày đầu tài khoản Diên xem trước 10 tập. Cùng đón xem những khoảnh khắc tình bể bình của cặp đôi Cận Nhiên và Diên Lai nhé. Một số hình ảnh từ bộ phim truyền hình 10 năm 3 tháng 30 ngày.